Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Một lần nữa thân ái kính chào Hội Thánh, quý ông bạn chị em, những người đang có mặt ở đây để thờ phượng Chúa, cũng như những người đang xem qua chương trình live stream trên Internet. Ở trên này vẫn còn rất nhiều chỗ trống, bởi vì các em thiếu nhi đã xuống các lớp học của mình, cho nên xin chúng ta hãy cứ bước vào để ngồi vào trong các ghế trống. Và tôi cũng khích lệ quý vị đó là nếu chúng ta đến trễ, chúng ta không bao giờ dám đi ngang qua những người ngồi bên ngoài để vào ở giữa đâu, đúng không? Đi máy bay thì tôi cũng rất là thích ngồi ở lối đi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng vì tình yêu thương thì chúng ta đừng để những chiếc ghế trống ở bên trong. Hãy lấp đầy để những người đến sau không bị ngần ngại gì. Vì chúng ta muốn có thêm một người đến với Chúa, có thêm một người, bởi vì chúng ta biết lời của Chúa nói rằng một linh hồn là vô cùng quý báu trước mặt Chúa. Hội thánh của chúng ta cũng càng ngày càng đông. Và tôi không có khích lệ, nhiều người nói thôi để tôi nhường cho thân hữu. Mỗi người chúng ta đều có trách nhiệm thờ phượng Chúa. Cho nên chúng ta hiệp chung để cầu nguyện cho việc xây dựng một cái cơ sở mới sớm được thực hiện. Có rất nhiều điều cần phải làm. Nào là gây quỹ, nào là tìm một chỗ nhóm tạm thời trong khi chúng ta xây dựng, rồi nhiều điều khác nữa. Nhưng mà tôi tin rằng Chúa sở hữu cả hành tinh này. Và nếu chúng ta đẹp lòng Chúa vì ao ước muốn đem thêm một linh hồn về cho Chúa, thì điều đó không có khó khăn gì với Chúa cả. Cho nên hãy hợp lực với nhau, hãy hợp tác với nhau, hãy góp phần của mình với nhau để chúng ta cùng gây dựng hội thánh để có thể cứu thêm những linh hồn về cho Chúa. Hội thánh của chúng ta cũng cần rất nhiều người trong các phần việc khác nhau. Chúng ta cần người góp phần ở trong ban media, cần người góp phần ở trong ban trực tự, cần người góp phần trong ban phục vụ, trong ban nhà bếp, trong ban dọn vệ sinh, trong ban tiếp tân. Quý vị có sẵn sàng cho những việc đó không? Mỗi người hãy góp một phần của mình. Tôi rất là tâm đắc khi đọc lời của Chúa nói rằng người có 5 talân thì nghĩ là sung sướng quá, mình sẽ làm lợi ra. Người có 3 talân thì làm lợi ra. Nhưng mà người có 1 talân thì nghĩ rằng ôi 1 talân không có ý nghĩa gì cả và không chịu làm gì hết. Trong khi đó thì tôi kêu gọi đó là dầu cho chúng ta thấy mình chỉ có 1 talân thôi, hãy nói rằng Chúa ơi, con muốn được phục vụ, con muốn được góp phần. Xin hãy ghi danh, hãy đến với những người có trách nhiệm, đến với các vị mục sư, đến với những người chịu trách nhiệm trong ban nhân sự và nói rằng có việc gì cho tôi dự phần với. Chắc chắn là có vô số việc để chúng ta cùng dự phần với nhau. Quý vị đồng ý không? Amen. Xin Chúa cho chúng ta trong năm mới này thì mỗi chúng ta đừng chỉ đến rồi về, nhưng mà góp một phần của mình bằng cách nào đó, dù ít dù nhiều, góp phần của mình. Sự hiện diện của mình cũng là một sự góp phần. Và chúng ta sẽ làm cho Chúa đẹp lòng. Chúng ta đến với lời của Chúa buổi sáng hôm nay. Tôi khích lệ quý vị, chúng ta hãy cùng nhìn lên bảng và đọc chung với nhau câu Kinh Thánh được chiếu ở trên màn hình. Đây là một câu rất là ngắn, Roma đoạn 12 câu thứ 2. Và hy vọng là chúng ta có thể học thuộc lòng được. Xin hãy bắt đầu. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Đề tài mà tôi muốn cùng học với Hội Thánh buổi sáng hôm nay đó là đừng làm theo đời này. Đây là một việc rất khó, bởi vì chúng ta đang sống ở đâu? Đang sống ở giữa cuộc đời. Cho nên mục sư nói rằng đừng làm theo đời này. Như vậy người ta sẽ coi tôi là một người lập dị, là một kẻ đi ngược dòng, khác người
ai mà chấp nhận nổi. Nhưng mà hãy nhớ rằng đây là lời của Chúa, chứ không phải là ý tưởng của mục sư hay là của một người nào. Và chúng ta biết là chúng ta ở trong những nền văn hóa khác nhau, được giáo dục theo những cách khác nhau, mỗi gia đình có một tính cách khác nhau. Nếu chúng ta ở trong sinh ra và lớn lên trong một cái bộ lạc ăn thịt người, thì cái chuyện mà giết người, ăn thịt là chuyện bình thường, không có gì sai trái cả, đúng không? Nhưng mà việc đó ở trong một nền văn hóa khác, ở trong một quốc gia khác, ở trong một cái xã hội văn minh, thì đó là tội giết người và sẽ bị kết án chung thân hoặc là tử hình. Nhưng mà ở trong cái bộ lạc mà chuyện ăn thịt người là chuyện bình thường, thì là không có gì có tội cả. Cho nên chúng ta biết rằng làm sao để phân biệt được điều nào là nên làm, điều nào không nên làm, điều gì là đúng, điều gì là sai. Làm sao chúng ta biết được? Cảm ơn Chúa, chúng ta là con trai con gái của Ngài và chúng ta có Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời. Chúa là đấng quyết định điều này nên, điều khác không nên. Tại vì sao? Nếu chúng ta đi trong vùng phủ sóng của Chúa thì phước hạnh và sự thương xót của Chúa sẽ đổ xuống trên chúng ta. Ngược lại, chúng ta thử nếu mình có một chiếc điện thoại rất tốt, rất mới, nhưng mà chúng ta đi ngoài vùng phủ sóng thì có sử dụng được không? Bấm lên, thuê bao quý khách đang gọi, ngoài vùng phủ sóng không liên lạc được, phải không? Nhưng mà chỉ một cái điện thoại cùi bắp thôi, rất rẻ tiền, nhưng mà nếu ở trong vùng phủ sóng thì vẫn có thể gọi được, nghe được. Cũng vậy, nếu chúng ta thừa nhận rằng mọi phước hạnh từ trên cao mà đến, trời cho không thấy, trời lấy lại không hay. Nếu chúng ta ý thức được điều đó và chúng ta biết rằng ồ, những gì mình có được là đến từ Chúa, bởi vì có biết bao nhiêu con người của cải, địa vị, danh vọng, nhưng rồi thoáng chốc có đó tiêu tan hết, chẳng còn gì cả. Tôi nhớ lại nhiều năm trước thì tôi là một thanh niên mới lớn, và chúng ta biết là thường là thanh niên ý mình có học, ý mình là tin cái chuyện vớ vẩn, phải làm cái gì đó cho nó hợp lý, cho nó khoa học. Và tôi thường hay lý luận với má tôi. Ba thì không dám lý luận rồi, nhưng mà với má, má nói là con không có được làm như vậy. Tôi lý luận bởi vì nghĩ rằng tại sao lại như vậy? Nhưng mà cho đến bây giờ, khi làm cha làm mẹ rồi, và thậm chí làm ông nội ông ngoại rồi, và càng bước đi theo lời của Chúa, thì tôi biết rằng chúng ta trước mặt Chúa chỉ là con trẻ thôi. Mình đòi hiểu được rồi mình mới làm thì sẽ chẳng bao giờ hiểu đâu. Tôi lấy thí dụ đó là một đứa bé ở trong một cái căn phòng và trời bắt đầu tối rồi. Nó nhớ lại, hễ mỗi lần buổi tối sập xuống thì ba mẹ đến chỗ cái góc đó đó, chỉ cần bấm kêu một cái tách, thế là đèn bật sáng, bóng tối đi mất. Hôm đó đứa bé này nó rất là nhỏ, hai đứa chơi với nhau và nói rằng tới bật đèn lên. Đứa kia hỏi là bật đèn là gì? Là đóng cầu giao điện, là nối điện, là mở điện. Đứa khác nói rằng mở điện là gì? Điện là sao? Đứa kia nói thôi mấy cái chuyện đó nhức đầu quá, tao không hiểu, khi nào tao lớn lên tao hiểu rồi tao mới làm. Thì quý vị nghĩ thế nào? Nó sẽ mãi sống trong bóng tối. Nhưng mà nó chỉ cần đơn sơ thôi, nó chẳng cần hiểu gì về điện cả. Nó chỉ việc bắt chước, à mỗi lần buổi tối đến, thấy ba mẹ, thấy anh chị đến chỗ cái góc đó, trên cái một cái nút như vậy đó, chỉ cần bấm vào nghe cái tách, thế là điện sáng. Và nó bắt chước, nó làm theo. Đứa bé 2 tuổi mà, mười mấy năm sau khi lớn lên, nó mới học, nó mới biết về điện, và bây giờ nó mới hiểu ra rồi. À, mình hiểu rồi. Đó là việc mà mấy chục năm trước mình đã làm từ khi mình chưa hiểu. Tôi khích lệ quý ông bạn chị em, chúng ta là con trẻ trước mặt Đức Chúa Trời. Tôi thú nhận rằng nhiều khi chúng ta đọc lời của Chúa, đọc Kinh Thánh, Chúa nói rằng hãy làm điều này, Chúa sẽ ban phước, đừng làm điều kia,
sẽ bị mất phước, sẽ bị rủa xả. Nhưng mà tâm trí của con người khi lý luận là tại sao như vậy, tôi không thể hiểu được, bất hợp lý quá đi, không có khoa học tí nào, tôi không bao giờ vâng theo đâu. Đợi cho đến khi mình hiểu mình mới làm. Thì cuộc đời của mình đã chết ở trong cái sự rủa xả, không nhận được một phước hạnh nào cả. Và có hiểu lúc đó thì cũng đã quá trễ rồi. Cảm ơn Chúa, chúng ta có lời của Đức Chúa Trời. Nhân đây thì tôi muốn nói là tất cả quý vị trong suốt mấy tuần qua đó, thì có nhớ là tôi có minh họa một cái công cụ mà rất hot hiện nay ở trên làm rúng động giới trẻ, đó là ChatGPT. Có ai có nghe qua hay là có biết về cái đó rồi? Ba tuần trước hay là bốn tuần trước gì đó, thì tôi có trình bày, tôi có minh họa ở đây cho nhiều người thấy. Và sau đó, thậm chí bây giờ đó, thì là sáng hôm nay khi tôi tình cờ mở Facebook lên, trong cái trang Facebook của lãnh sự quán Hoa Kỳ, của đại sứ quán Hoa Kỳ, mà còn nhắc đến cái việc đó nữa. Có nghĩa là nó trở thành một cái gì đó gây chú ý cho rất nhiều người. Nhưng mà chúng ta biết rằng thật ra đó, lời của Chúa đã nói về những chuyện tương tự như vậy từ 3.000 năm trước rồi. Từ thời của tiên tri Daniel đã nói liên quan đến những điều như vậy rồi. Bởi vì học thức sẽ thêm nhiều. Có người nói, ôi, mục sư nói vậy chứ là đâu có khác gì Google đâu. Thật ra là nói như vậy là không biết gì hết. Google là khi chúng ta tìm một cái cụm từ thì nó liệt kê tất cả những cái văn bản có liên quan đến cái cụm từ đó cho chúng ta, và chúng ta phải đọc từng bài, phải phân tích rồi mình mới tổng hợp. Nhưng mà ChatGPT đó thì là nó thu thập những cái kiến thức mà nó có được để nó tổng hợp giùm mình và nó trả lời giùm cho mình luôn, chứ không phải là như Google nữa. Thật ra tất cả những điều đó tôi nhắc lại để làm gì? Chúng ta có lời của Đức Chúa Trời. Lời này từ một đấng có uy quyền, Ngài là tạo hóa, Ngài là đấng có quyền nắm giữ sự sống của chúng ta trong tay của Ngài, Ngài là đấng có quyền ban phước cho chúng ta, Ngài giải quyết mọi nan đề của chúng ta. Và nếu chúng ta không nhận biết, cứ làm theo điều mình cho là đúng, làm theo điều mình cho là hợp lý, chúng ta có thể bước đi ra ngoài vùng phủ sóng của Chúa và nhận lấy sự rủa xả thay vì phước hạnh từ nơi Chúa. Nói là làm theo lời Chúa, nó cũng mơ hồ quá. Tại vì làm sao cho đọc hết cả một cái quyển sách dày như thế này, giấy lại mỏng nữa, rồi biết đâu mà làm, điều nào nên làm, điều nào nên tránh. Nhưng mà sáng hôm nay tôi muốn đưa cho quý vị ba cái nguyên tắc thôi, rất đơn giản, rồi từ đó chúng ta sẽ lần lần tìm hiểu thêm. Quý vị sẵn sàng không ạ? Nguyên tắc thứ nhất, ở đây Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 10 câu thứ 19 nói điều gì? Vậy các ngươi phải thương người khách lạ, vì các ngươi đã làm khách trong xứ Ê-díp-tô. Chúa nói, một trong những nguyên tắc mà Cựu Ước, Tân Ước nhắc đi nhắc lại nhiều lần, và đây cũng là tiêu chuẩn để chọn lựa một chấp sự trong hội thánh, đó là phải quan tâm đến những khách lạ, hãy thương khách lạ. Chúng ta có được điều này không? Người Việt Nam có một cái câu rất là quen thuộc, đó là ma cũ bắt nạt ma mới, đúng không? Ai mà ở ký túc xá sinh viên rồi đó thì biết, phải không? Cái đứa mới vào á, mày mà không lễ độ là coi chừng, không có chỗ ở đây đâu. Ở trong chung cư cũng vậy, đúng không? Ai mà ở trước có quyền, tự cho mình có quyền. Rồi chúng ta biết là nếu mà vào tù đó thì là càng kinh khủng hơn nữa. Tôi đã ở tù 1 năm, và may là tôi lúc bấy giờ là rất là thư sinh, đeo kính cận, cho nên người ta tưởng là một ông nhà báo mới bị bắt rồi. Ba tôi nói, báo gì, báo đời, đó là con tôi chứ báo gì. Nhưng mà tất cả những người đã ở tù đó thì tôi nghe là rất kinh khủng. Có những vị mục sư đó ở tù, khi đưa vào trong tù thì trong cái tinh thần rất sẵn sàng rồi, cho nên á, bước vào qua khỏi cánh cửa đó thì la lên là tôi giảng đạo, tôi giảng đạo, tôi giảng đạo. Thế là không bị đánh, chứ còn không đó
những người mà vào tù là phải chào phòng, lãnh những cái trận đòn kinh khủng giằng mặt trước, rồi sau đó nói gì thì nói. Chúng ta thấy đây là một cái điều rất là phổ biến ở trong xã hội của chúng ta. Và là Cơ Đốc nhân thì chúng ta cũng thấy chuyện đó là bình thường, đúng không quý vị? Nhưng mà nếu chúng ta có lời của Chúa thì nó không có bình thường chút nào cả. Cảm ơn Chúa. Chúa cho tôi có những năm tháng phải đi ở trọ. Quý vị biết là buổi tối về trễ đó, nghĩ tới cái chuyện là phải gõ cửa cái người chủ nhà để cho mình vô nhà đó, thì lo suốt cái giờ sắp sửa về. Cái người ở trọ mà. Và ngày hôm nay, trong gia đình của chúng tôi có gần 40 cháu từ vùng sâu vùng xa về ở trong đó. Và tôi biết rằng Chúa đã chuẩn bị cho tôi từ những năm tháng còn niên thiếu chưa lập gia đình. Bởi vì nếu tôi không trải qua những cái lúc như vậy, làm sao bây giờ tôi có thể thương được những người quê, những cô cậu hai lúa từ miền quê trở về ngờ nghệch, không biết gì cả, làm sao quan tâm đến họ. Mình sẽ rất là chảnh, mình sẽ nghĩ rằng tôi là người ở đây. Nhưng mà thật ra là Chúa nói rất rõ đó. Thật ra là 40 năm trước á, con cũng đâu phải là dân ở đây đâu. Con ở tỉnh về. Lúc đó con cũng đã bị chèn ép, đã bị coi thường, đã bị chọc quê. Và con đã bị tổn thương như thế nào. Cho nên Chúa nói rằng các ngươi phải thương người khách lạ vì các ngươi đã làm khách trong xứ Ai Cập. Kinh Thánh nói nhiều lắm. Đức Giê-hô-va bảo hộ khách lạ, nâng đỡ kẻ mồ côi và người quá bùa, nhưng Ngài làm cong quẹo con đường kẻ ác. Ở trong Tân Ước thì Chúa Giê-xu trách các môn đồ: ta là khách lạ mà các ngươi không tiếp trước. Các môn đồ nói: Chúa ơi, con có thấy Chúa bao giờ bị như vậy đâu. Chúa nói rằng: thấy một người mà các ngươi không làm, đó là các ngươi từ chối ta. Thấy một người mà các ngươi làm, đó là làm cho ta đó. Và rồi trong Ti-mô-thê đó, nói một trong những cái tiêu chuẩn để được chọn làm chấp sự là gì? Phải là người được tiếng khen vì việc phước đức mình, như đã nuôi con cái, đãi đằng khách lạ, rửa chân thánh đồ. Làm theo lời Chúa không phải là một cái gì quá cao sâu xa vời đâu quý vị. Lời Chúa rất đơn giản, rất thực tế, rất gần gũi với chúng ta. Hãy ngẫm nghĩ mà xem. Chúa ơi, sở dĩ cuộc đời của con thiếu đi phước hạnh, thiếu đi niềm vui, thiếu đi sự bình an, bởi vì con đã không học biết nguyên tắc này, và thậm chí con còn vi phạm nữa. Con coi thường những người xa lạ mới đến, con coi thường những người cô thế hơn, con ỷ mình là người ma cũ, và nhiều khi chèn ép những con người mới. Ở trong lãnh vực nào cũng vậy. Đây là cái tâm lý tự nhiên của con người. Và sáng hôm nay tôi muốn chúng ta nhìn vào lời của Chúa để xem làm theo lời Chúa không phải là một cái gì đó quá cao sâu xa vời đâu. Rất đơn giản, rất thiết thực. Nói như vậy không có nghĩa là tất cả những gì mà Chúa bày tỏ ở trong này chúng ta đều làm theo hết đâu. Tôi thú nhận với quý vị là tôi làm mục sư đã gần 40 năm rồi, nhưng mà có rất nhiều điều chưa làm được. Vấn đề mà Chúa xem xét ở đây đó là con ao ước muốn làm đẹp lòng Chúa. Chúa nhìn thấy tấm lòng đó. Ông bạn chị em ơi, trong năm mới chúng ta chắc chắn là muốn được phước. Trong năm mới chúng ta gặp nhau đã chúc phước cho nhau rất nhiều rồi. Và hãy nhớ, đừng làm theo đời này. Và nếu chúng ta thử thì sẽ biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng, trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Có những việc rất đơn giản, rất đơn giản. Nếu chúng ta thấy một người nào bước vào trong hội thánh ngơ ngơ ngác ngác, hãy nghĩ đến họ, hãy quan tâm đến họ, hãy ân cần hỏi han. Nếu chúng ta thấy một người xa lạ mới đến, chưa có quen gì cả, hãy niềm nở với họ. Đó là những việc rất đơn giản, bởi vì đây là điều được lặp đi lặp lại
từ Cựu Ước đến Tân Ước và trong các thư tín nữa. Hãy tiếp đại khách lạ. Cảm ơn Chúa. Tôi đã từng đến Mỹ, và rồi bà gia của chúng tôi lúc bây giờ thì đi qua thăm con. Con cái ở bên đó khá nhiều, bà cụ lớn tuổi đi thăm nhiều lần. Và một ngày kia đó đi lại thấy phiền phức quá, càng lớn tuổi rồi, thì chị của nhà tôi mới đi ra cơ quan di trú và nói rằng mẹ tôi muốn ở lại đây luôn, có được không? Thế là chính phủ đồng ý và cho phép bà ở lại. Bà lớn tuổi rồi cho nên trợ cấp cho bà, và em của nhà tôi đó thì là chăm sóc mẹ mình, nhưng mà mỗi tháng nhà nước trả lương cho gia đình đó vì cớ chăm sóc bà, tại vì nếu không trả lương cho người đó thì cũng phải trả lương cho người khác để chăm sóc bà thôi. Tôi muốn nói điều đó để thấy rằng hai cái nền văn hóa đó, tôi không có khen Mỹ đâu, bởi vì Mỹ cũng có nhiều điều đồi bại lắm. Nhưng mà chúng ta thấy không? Nếu chúng ta dựa vào văn hóa, nếu chúng ta dựa vào thói quen, nếu chúng ta căn cứ vào giáo dục, tất cả có thể đúng, có thể sai. Nhưng mà chúng ta dựa vào nguyên tắc của lời Chúa thì đó là điều chắc chắn nhận được phước hạnh từ nơi Chúa. Bây giờ, một cái nguyên tắc thứ hai cũng vô cùng đơn giản. Đó là gì? Phao-lô khuyên hãy siêng năng làm việc để có thể tự nuôi sống mình và giúp đỡ những người thiếu thốn. Và ông nói rằng vì tôi nhớ lại chính Đức Chúa Giê-xu có phán rằng ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh. Nghe có vẻ trái đúng không? Có 1 triệu cho 100 còn lại có 900 mà. Cho 200 thì còn lại có 800 mà. Thấy mất đi à. Phải không? Về lý luận, về toán học mà nói đó, cho thì mất. Nhưng mà chúng ta biết là Chúa lại nói ngược lại. Ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh. Tôi có thể nói, chúng tôi kinh nghiệm điều đó. Nhiều người ở đây kinh nghiệm điều đó. Ngày mình mới đến với Chúa đó, mình nghĩ rằng tôi nghèo quá, tôi thiếu quá. Mình cứ tìm để nhận vào thôi. Nhưng mà nhận vào rồi nó như cái thùng không đáy đó. Và giống như nói rằng người tiền công đựng tiền công ở trong túi lũng chẳng bao giờ thấy đủ cả. Nhưng mà tôi chứng kiến có những người rộng rãi cứ ban ra. Chúa lại đổ thêm vào. Và có nhiều chỗ trong Kinh Thánh nói đó, vì sẽ cho thêm kẻ nào có, còn kẻ không có thì bị cất đi. Rồi Chúa cũng nói rằng một ngày kia các đầy tớ của Chúa gặp chủ thì nói rằng vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ nên ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều. Và trong ánh sáng của lời Chúa đó, tất cả những gì chúng ta có, tiền bạc, khả năng, các mối quan hệ, những kinh nghiệm mình có phải tự mình mà có đâu. Nếu Chúa không cho thì lấy đâu mà có. Và Chúa muốn chúng ta làm người quản lý những gì mà Chúa ban cho. Kinh Thánh cũng nói rằng cái điều mà người chủ cần nơi người quản trị là phải trung thành. Nếu một vị giám đốc giao cho một nhân viên, một trưởng phòng nào đó một số tiền để phân phát cho những người khác, mà bao nhiêu người đó cứ đem về cất vào tủ sắt, cất vào tủ riêng của mình, có thể lúc đầu người chủ không biết thật, và người đó thấy mình càng ngày càng của cải thêm nhiều lên. Nhưng mà rồi đối với chủ là Đức Chúa Trời đấng nhìn thấy tất cả thì không thể giấu được đâu. Đến khi chủ biết, chủ nói rằng không thể nào tin cậy người này nữa. Ta sẽ không giao cho nó nữa. Chủ sẽ tìm một người khác trung thành hơn để giao cho. Hãy nhớ rằng tất cả những gì chúng ta có là đến từ Chúa và Ngài ban cho chúng ta để làm người quản lý. Và chúng ta nhìn quanh đi, chúng ta sẽ thấy có ai bo mà cuộc đời của họ được hạnh phúc, được hạnh phúc, được vui mừng, được sung túc đâu. Chắc chắn có thể một giai đoạn thấy họ muốn xài cái gì cũng có. Nhưng mà rồi chúng ta biết một cơn gió thoảng qua
kìa chỗ nó chẳng còn nữa, chỗ nó không còn nhận biết nó nữa. Ngày hôm qua, chúng tôi đi dự cử hành một cái lễ cưới ở tại Nam Bang, Lâm Đồng. Chúng tôi phải đi vào ngày thứ Sáu, rồi ở lại Đà Lạt. Sáng hôm qua thì mới từ Đà Lạt đi xuống Nam Bang, cử hành lễ cưới xong, rồi về. Thì tôi ghé một cái quán cà phê ở Bảo Lộc, đó là cà phê Trâm Anh. Ở đây có ai biết quán cà phê đó không? Hơn 40 năm trước thì tôi đã thường ghé quán cà phê đó rồi. Bởi vì có một cái đặc điểm đó là ghé quán cà phê đó, dù là cả một cái xe khách 45 chỗ, một xe du lịch đổ xuống, được uống cà phê miễn phí, được uống trà, không tính một đồng bạc nào hết. Thật ra là 10 năm qua thì họ bắt đầu tính tiền rồi. Và ngày hôm qua tôi phải ghé và tôi hỏi chị chủ, chị đã làm điều này được bao nhiêu năm? Chị nói rằng chúng tôi đã cung cấp cà phê miễn phí trong 25 năm. Và đến khi đó chúng tôi buộc phải thu tiền thì là xót lắm. Nhưng mà khi thu tiền rồi chúng tôi lại càng thấy xót hơn, bởi vì tính ra tiền công của một ngày thôi đó là 15 triệu, chưa kể tiền cà phê vật liệu này kia bỏ ra. Và chúng ta thử đi, một ngày 15 triệu nhân lên 365 ngày, nhân lên cho 25 năm là một số tiền rất lớn. Thật ra, chúng ta thấy ngay trên đất nước của mình đó, thì tôi không có khen chê gì ở đây, nhưng mà chúng ta thấy đó, nhiều khi cái nền văn hóa ở những nơi này, nơi khác, nó cũng khác hẳn. Người, có nơi thì rất là sởi lởi ban cho, có nơi thì rất là ki bo, đúng không? Nhưng mà sáng hôm nay chúng ta đến với lời của Chúa. Thì Chúa ơi, dù con rất thiếu thốn, nhưng xin Chúa tập cho con một tấm lòng sẵn lòng ban ra. Tôi rất là tâm đắc câu nói của một vị mục sư nhiều chục năm trước. Ông nói rằng bỏ tiền trong túi đó, tiền của người ta giao, đừng có để trong túi của mình quá lâu. Bởi vì để trong túi mà lâu quá đó, nó thấm vào trong tim. Và sau đó dù là tiền đó không phải của mình, nhưng mà lấy ra giao cho người ta đó thì cảm thấy khó lắm, bởi vì nó đã bắt đầu thấm vào trong tim rồi. Hãy tập. Chúng ta hãy nhớ, một cái dòng suối, một cái hồ cũng vậy. Biển chết thì tất cả sông suối đều đổ về đó, không có chảy đi đâu hết. Và rồi nó trở thành nơi mà sinh vật không thể sống được, thực vật không thể tồn tại được ở tại đó. Nhưng mà một cái hồ, nước đổ vào, nó tiếp tục tuôn chảy đi, nước lại đổ vào, nó chảy đi, có sự sống ở đó. Chúng ta muốn cuộc đời của mình là một cuộc đời có sự sống, hay là muốn mình trở thành một biển chết? Tùy, không cần phải trả lời vội ở đây. Chúng ta đối diện với lời của Chúa. Bây giờ một nguyên tắc cuối cùng. Nguyên tắc này nói về đời sống gia đình, hôn nhân. Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 24. Thật ra từ câu 18 trở đi đó, thì nói về việc Đức Chúa Trời thiết lập hôn nhân. Và có một số nguyên tắc, nhưng mà một trong những nguyên tắc mà tôi thấy nhiều người vi phạm nhất và cũng sinh ra nhiều đau khổ nhất, đó là nguyên tắc này. Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt. Sau khi người nam người nữ lập gia đình rồi, người nam là con của một đại gia, cho nên có nhà rồi. Bây giờ các em cũng đã đi hết rồi, bây giờ tội chi mà bỏ tiền ra thuê nhà, thôi ở đây với ba mẹ luôn đi. Đó là cái ý nghĩa rất là bình thường, đúng không? Và thật ra là cái văn hóa của Việt Nam đó, thì người ta nói rằng tam đại đồng đường hay là tứ đại đồng đường gì đó, có nghĩa là từ đời ông cố, ông nội, rồi ông cha, rồi đứa con lập gia đình cũng về ở sống chung trong đó luôn. Hôm qua thì nhà tôi mới kể cho tôi một câu chuyện đó là chúng tôi có 5 đứa cháu nội ngoại ở bên Mỹ. Và cảm ơn Chúa là tháng 7 vừa rồi chúng tôi có cơ hội được đi thăm các cháu. Các cháu gái cho nên á thích ông lắm.
thích ông hơn là bà nữa. Cho nên đó, lên xe, hai đứa ngồi hai bên và dành cái chỗ đằng giữa. Nói là ông nọ, ông ngoại, in the middle. Bà ngoại ngồi vào, nói không, 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 cái chỗ này dành cho ông ngoại. Và ông ngoại cũng khoái lắm. Ông ngoại dẫn vào siêu thị và nói là ông cho mấy con, mỗi đứa chọn một món, bất cứ món gì cũng được, ông sẽ trả tiền cho. Thế là có đứa chọn kem, có đứa chọn những kẹo mà nó thích. Tại vì lâu nay đó thì mẹ không có cho đụng đến nhiều đường vân vân. Bây giờ thì ông ngoại cho mà, được ông ngoại chống lưng. Cho nên đó, mỗi đứa cầm một món quà. Và rồi con gái của tôi nói, không, con không cho nó ăn cái đó đâu. Con không có cho nó uống nhiều nước ngọt đâu. Nhưng mà, nó nói, ông ngoại cho con mà. Và rồi tôi cũng nói là, thôi lâu lâu một lần. Tôi kể cái câu chuyện đó để ra nói rằng, nếu mà cháu mà nó ở với chúng tôi suốt, chắc là nó sẽ hư mất. Phải không? Và chúng ta thấy đó, nhiều khi người Việt Nam mình không có quan tâm đến cái lời của Chúa dạy. Con cái lập gia đình rồi, đem vợ về, ở chung trong nhà. Bởi vì nhà còn trống mà, tội gì mà đi thuê cho tốn tiền con. Và chúng ta biết là ở trong nhà có hai nội tướng thì có xung đột không? Tao đã nấu ăn nó cả đời, tao nuôi nó cho đến bây giờ đó. Mày ở đâu mới về mà mày bày đặt mà nói là nhiều muối với ít muối. Phải không? Thế là hai nội tướng tranh chiến với nhau liền. Hay là hai vợ chồng đi làm về mệt quá. Bữa nay em mệt quá, em lười quá, em không muốn nấu ăn nữa. Nếu mà hai vợ chồng đó ở riêng thì sao? Được rồi, thôi hôm nay em ngủ cho đã đi. Rồi hồi nào dậy mình đi ra mua cái gì đó ăn. Hai vợ chồng rất là tự do. Nhưng mà nếu mà ở chung với cha mẹ bên chồng hay cha mẹ bên vợ thì sao? Con xuống ăn cơm. Đứa con dâu hay là đứa con rể nói, mẹ ơi hôm nay con không muốn ăn. Cái đồ hư. Tao phục vụ nó, tao chuẩn bị cả ngày. Bây giờ nấu ra rồi, làm đầy tớ nó kêu mà nó còn không thèm xuống nữa. Thế là đứa con dâu khóc. Mẹ ơi, con buồn quá, con ức chế quá, lòng của con không phải như vậy. Thật ra là chúng tôi đã đối diện với vậy. Trong gia đình của chúng tôi thì đông anh em, đứa em trai út của tôi đó, trong giai đoạn đầu thì ở với ba má, có má ở đây, xin lỗi má, có má ở đây. Và lúc bây giờ thì ba nói rằng, ba má ở đây già rồi, nhà rộng, tội chi mà đi thuê con. Thế là em trai út của tôi đem vợ về ở. Sau một thời gian thì nhiều khi đó, em dâu nói, anh chị hai ơi, khóc qua điện thoại. Chúng tôi phải mời đến để hỏi. Thế rồi biết ra những cái chuyện nhỏ nhỏ lặt vặt như vậy. Và thật ra là Chúa biết điều đó từ khi Ngài tạo dựng hôn nhân. Chúa biết điều chúng ta không biết. Cho dù chúng ta có thấy hợp lý bao nhiêu, cho dù chúng ta có lý luận thế nào, thì Chúa, Ngài biết điều chúng ta không biết. Và tôi khích lệ các cặp vợ chồng trẻ, hay là kể cả những bậc cha mẹ cũng vậy. Dĩ nhiên, chúng ta có những cái cách thức, không nghĩa là máy móc, nhưng mà thí dụ như là đứa con nói như vậy, mục sư nói như vậy là con cái lập gia đình rồi là không nên sống với cha mẹ hả? Vậy là bất hiếu phải không? Không. Nhiều khi đứa con ra riêng tự do một thời gian, sau đó có những giai đoạn thiếu thốn về kinh tế có thể về tá túc với cha mẹ. Ở đó là một cái vị thế khác rồi. Còn ngay vừa kết hôn xong về ở thì đương nhiên là lệ thuộc chứ. Cái bếp của tao đó, tao để cái hũ muối này đó. Cái đứa con dâu mất nết, mày về mày giờ đi đâu rồi? Phải không? Và tôi không có nhiều thì giờ đâu. Nhưng mà đây là lời của Chúa. Không phải là ý tưởng của tôi, của con người. Mà Chúa nói rồi. Rồi tôi biết có những trường hợp đó. Đó. Vợ chồng lập gia đình với nhau. Thế nào mà không có xung đột được? Phải không? Có khác ý, có xung đột. Về chàng trai thỏ thẻ với mẹ. Mẹ ơi, con buồn quá mẹ. Thế là bà mẹ điện thoại cho con dâu. Mày làm cái gì cho con trai tao buồn? Rồi, chúng ta biết là những cái tổn thương như vậy, nó nhỏ nhỏ, mỗi ngày chồng chất một chút.
và nó gặm nhấm cái sự hòa thuận, cái hạnh phúc. Cho nên Chúa thật tuyệt vời, bởi vì Ngài biết điều chúng ta không biết. Hôm nay tôi chỉ đưa ra ba cái nguyên tắc thôi. Thật ra đó, để chúng ta có cơ sở và chúng ta đọc lời của Chúa, chúng ta sẽ thấy lời Chúa nói những điều không có phải là quá cao siêu đâu, rất đơn giản, rất thực tế. Nói như vậy không có nghĩa là trưa nay về các cặp vợ chồng dọn ra, hay là cha mẹ về đuổi tụi mày ra riêng đi làm cho đúng lời Chúa cho tao. Chúng ta nhớ một điều đó là chúng ta biết nguyên tắc của lời Chúa, thực tế của chúng ta ở đây, và chúng ta ngước lên: Chúa ơi, mục tiêu của con là muốn làm theo lời Chúa. Nội chúng ta có một quyết tâm như vậy, Chúa sẽ mở đường, Chúa sẽ ban phước, Chúa sẽ hướng dẫn chúng ta rồi. Và nguyện Chúa cho chúng ta nhận được phước từ nơi Chúa khi chúng ta ao ước sống theo những nguyên tắc của lời Đức Chúa Trời. Một lần nữa hãy đứng lên, chúng ta đọc chung với nhau câu Kinh Thánh này. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Lạ lắm, Chúa nói rằng các ngươi chớ thử ta. Nhưng mà trong lĩnh vực tài chánh thì Chúa nói rằng các ngươi khá làm điều này để thử ta. Và ở đây thì Chúa cũng thách thức đó. Thử đi, thử đi, các ngươi làm theo những nguyên tắc mà Chúa dạy, thử xem, sẽ thấy ý muốn của Chúa là tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn. Xin hãy đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.